lô cả nhà. Đây là sầu riêng Mũng Thon là đang có tiết đọt rất là mạnh đó, vườn ai cũng đi đọt hết. Thì ghi sáo thì nó 40 ngày nó cũng qua giai đoạn an toàn rồi, qua giai đoạn nguy hiểm mà, còn Mũng Thon là còn rụng, đang đi đọt ghê luôn nè. Thì đang nghe thông tin là rất nhiều vườn Mũng Thon bị rụng, thì đợt rồi là cho quánh một cử chặn đọt hãm, chặn đọt thần tốc rồi, nó hãm lại bớt rồi nè. Thì bây giờ nó đang đi đọt này trái bay lớn rồi, bây giờ là diều luôn, nó đi dinh dưỡng tới luôn, chặn thì chặn mà dinh dưỡng thì phải đi đó. Lỡ phóng lao rồi phải theo lao rồi, chứ đâu có bỏ được. Mấy trên này nó lên cơm nó đẹp lại, giờ đầu lên cơm đẹp lại, quả trời đọt rồi. Nhìn lên trên cũng quá trời trái rồi. Anh em xem cái để 7 ngày sau xuống cập nhật cái còn trái nào không. Rụng, cái này phải rụng rồi. Cái này hai trái rồi. Ai da. Lùi gai nó nhọn gì đâu á. Giờ này là đi xịt cho mau mở lá và lá ở dưới là đi dinh dưỡng luôn. Đó, tập dinh dưỡng luôn. Để cho nó nuôi cái lá này nè. Với nuôi trái nè. Đấy. Ôi, phúng luôn kìa. Đó. Hôm nay tiết đọt kinh khủng thiệt. Cái này bỏ mạnh, bỏ bánh một cái gói một liều luôn rồi được rồi, bỏ bánh gói có gói mà bánh 2 4 phi, có 2 phi. Hơi nhẹ ha. Dạ. Gói phi luôn. Ấy. À, cái này về bữa rụng nè. Bây giờ là đi dinh dưỡng ha. Trái này trồng trái vậy. Còn chắc là nhiều. Mà mở lá thì nó mở lá ra nó mới rụng. Rồi cho nó phóng ra kìa. Nó mở lá ra nó mới rụng. Mở khoan. Mở lá ra nó mới hút dinh dưỡng mạnh mà. Ừ. Cái này cái trái là bao la chánh. Thấy hẻ hẻ là lên đường rồi, thấy không? Đi lang quang ở dưới rừng hồi nó cũng lên đồng quá. Chết xỉu với nó luôn quá. Ha, giờ này giai đoạn anh em là phải hãm nha. Đó. Không hãm là mệt. Như cỡ này là an toàn nè ông thầy. Ha. Cái này nè. Ừ. Mấy trái nào mà nhỏ chứ đang nó đang rụng mấy cái trái nhỏ. Không, mấy trái nào mà cạnh tranh ngay vị trí cạnh tranh không lại là nó rụng chứ. Như ông này rồi sao mà chủ nổi với mấy thằng kia trên kia được, phải rụng thôi. Nè. Buông rồi thấy không? Chủ nó buông rồi nè. Quá trời trái rồi, thì mấy trái bự còn lại, mấy trái nhỏ nhỏ là nó tôi ghi sáo rồi kìa. Đọt. Kinh khủng luôn. Này phải cũng bớt cái trái cành này coi sao mà cũng cành nổi rồi, để kết quả thì sao quay lên còn cái nào quay lên cho anh em xem nha.